ngày giờ này nó bỏ tôi đi năm tháng mấy trời rồi. Cô nhớ con nhiều không? Tôi nói thiệt chú, tôi khóc giết khe. Mà tôi bây giờ tôi mở mắt mà tôi khóc giết giận, hai mắt tôi muốn mờ nữa đó. Ôi, vậy là trước kia là khóc, khóc không là mắt hư. Để đi mổ. Dạ rồi, con xin phép chào cô nha. Dạ. À, cô cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì và đến từ đâu. Dạ, tôi tên là Lê Thị Yến. Cô nói lớn lên giúp con nha. Tôi tên là Lê Thị Yến, năm nay 58 tuổi rồi, đến từ Vĩnh Long. Từ Vĩnh Long ha. Dạ. Vậy là cô mới ở quê nhà ở Vĩnh Long lên Bình Dương luôn hay sao? Dạ. Hay là cô ở trên Bình Dương? Không, ở người quê nhà lên. Ồ, cô đi hồi nào? Đi hồi 10 giờ rưỡi. Đêm hôm qua? Đêm hồi hôm này. Ồ. Tới ra, đi tới, xe đò hay là đi xe máy cô? Đi xe đò tới, tại vì anh Hải kêu gặp ở bưu điện. Tới bưu điện là hồi 2 giờ rưỡi. Rồi từ 2 giờ rưỡi đến giờ mình có ngủ được miếng nào không? Thức vậy hả? Ngồi quán rồi thức luôn, hai tiếng cháo thức luôn. Cô ăn sáng chưa? Sáng mua ổ mì ăn có nửa ổ hả? Nút không trôi ha. À. Con gái của cô tên là gì? Nó tên là Lê Thị Mỹ Hiền. Con gái của cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó sinh năm 2000 đó, 24 tuổi. 24 tuổi, lúc bỏ đi là con gái bỏ đi ở đâu? Nó đi ở nhà, nó đi làm rồi nó đi luôn. Ở Vĩnh Long? Dạ. Là làm công ty ở Vĩnh Long hay sao cô? Công ty vào Phú Vinh, trong Vĩnh Long rồi đi vô trong tổng nữa. Con gái làm công ty ở quê nhà được lâu chưa ạ? Nó làm có 2 tháng mấy là nó đi luôn đó. 2 tháng mấy là đi, dạ. Vậy trước kia làm công việc gì? Dạ, trước kia nó cũng làm công ty, nó làm chừng tháng 2 tháng nó đi. Nó đi chừng tháng 2 tháng nó đi về. Vậy là chỉ có ở Vĩnh Long thôi. Dạ. Chứ không có đi ra ngoài tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Nhà cô được mấy người con? Dạ có 3. Em này là con thương ấy cô? Úc. Gái Úc ha. Dạ. À, con gái của cô có người yêu hoặc có gia đình bạn trai gì chưa? Không biết. Nó chưa có là gia đình mà không biết. Nó đi làm thì về nó cũng không có kể gì. Tại vì nghèo khổ mà. Thì nó đi làm thì về mẹ cũng ở nhà đi làm mướn làm thê. Rồi chiều về mẹ con mới gặp mặt được thôi. Good morning chị Huyền. Dạ. Vậy là con gái nói chung là chỉ tối là gia đình mới gặp nhau. Dạ, tối gia đình mới gặp. Có bao giờ cô thấy là con gái của mình dẫn bạn về nhà không? Không. Không ha. Tiệc đó nó dẫn hồi mấy năm trước á thì nó có dẫn về. Là 2 năm nay là nó không có dẫn ai về hết trơn á. Rồi nó đi không biết nó đi theo trai hay gì cũng không biết đường nữa. Con gái có bao giờ mà tâm sự hù hỉ gì với cô không? Không có. Không có nói chuyện gì luôn hả? Mẹ thì đi mần mướn suốt, cha cũng đi mần mướn suốt. Không mận gì thì không xong cắt cho má. Thì sáng thì anh nó chỉ đưa đi làm. Rồi tối anh nó rước về. Bữa đó xuống rước về là mất tiêu, là bữa đó điện nó không được là tôi nói rồi nó đi rồi. Trước giờ có đi như vậy lần nào không cô? Thì cũng có đi hoài hà, mấy năm trước nó cũng đi. Đi hoài luôn hả? Mấy năm trước nó đi mà đi cái dạng tháng hay tháng nó về. Trời đất ơi. Tháng cái đi mà không được, nó cũng lên Bình Dương này nè. Nó mà không được cái nó về. Nhưng mà đi nói với ba mẹ là đi làm hay là tự ý bỏ nhà đi? Tự ý nó bỏ nhà đi chứ không có nói tiếng nào với mẹ mà đi làm gì hết trơn á. Điện thì máy đôi chuông mà không bắt máy. Dạ, vậy rồi những lần đấy là đi với ai, đi đâu? Thì mấy lần trước đó nó đi mận với bạn, nó về hỏi con đi đâu mày. Nó nói đi mận với bạn nó thôi, nó nói qua loa với mình vậy thôi. Chứ mình điều tra nó cũng không nói là quen bạn trai bạn gì hết trơn á. Nói cho có ha. Nói cho có thôi. Tại vì gia đình thì không có ruộng nương chú ơi, rồi đi mần mướn. Cha cũng đi mần mướn, rồi mẹ cũng đi mần mướn tối ngày vậy đó. Bây giờ thì lớn tuổi rồi trong chạy nhà anh đó. Thì anh nó mần cũng tháng không có bao nhiêu. Rồi cũng tiền này, tiền kia, tiền nọ, lưng hết trơn á. Con gái nhà mình cũng ngoan không? Nói đó thì nó không có trả lời đi lại gì hết trơn á. Ồ, cứ lầm lì lì. Nói đó nó không có trả lời gì hết trơn á. Kêu nó ở con ơi, bỏ đồ, về giặt đồ con, từ từ. Tự mình đi giặt luôn là xong. Vậy hả? Có đứa gái cưng dữ lắm chú ơi, mà sao nó bỏ mình nó cô, đi. Cô có biết dọn dẹp nhà cửa không cô? Biết. Có siêng không? Lau nhà, lau cửa ơi. Ôm điện thoại thì nhiều. Con gái út mà, nào sao út ăn cái miền Tây có câu gì đấy cô? Trời ơi, nó đi cha nó khóc sưng mắt luôn. Tại vì có đứa con gái cưng quá thì cưng luôn. Hai thằng trai nó ngoan bao nhiêu, là nhỏ này quậy bao nhiêu. Vậy là gái út là quậy lắm hả? Đó đó. Nó mận, nó nghĩ đi mận, nó muốn nghĩ, nó muốn mận. Trời ơi, đến giờ phút này làm cho gia đình buồn ha. Thì đó đó. Vậy là bỏ đi cụ thể được bao nhiêu ngày rồi cô ha? Đi nay cũng có 5 tháng rồi ạ. 5 tháng, nửa năm, gần nửa năm rồi. Tại vì nó đi hôm bữa 12 tây tháng 5.
nửa năm trời, 5 tháng trời rồi, có liên lạc về nhà cho cô không? Không, không có điện đài gì được chứ. Zalo của nó cũng xóa toàn bộ chân, nó chặn Zalo lại hết trơn luôn. Cháu nó nhắn tin nó cũng không có trả lời, lý nó cũng không đọc tin nhắn chứ. Mà điện thoại số thì nó đổ chuông mà nó không bắt máy. Lần trước đi có bao giờ có mà điện về không? Lần trước đi chừng 10 bữa nửa tháng là nó điện về mình. Lần này đi 5 tháng luôn. 5 tháng rồi điện không bắt máy bắt gì chứ. Cô đang sợ nhất điều gì cô? Trời ơi, giàu lo mình con mình nó khờ nữa. Giàu lo sợ người ta dụ nó. Con gái nhà mình có ăn diện không? Có son phấn không? Không. Có thích, có đua đòi không? Nó không có đua đòi cho quần áo nó cũng vậy, nó mua rồi nó mặc nha. Thì mặc quần lửng lửng vậy, cha nó la thì nó cũng mua đồ dài mặc, chứ nó không có xe xua như người ta. Có biết nhậu nhẹt không? Cái đó mình không biết, tại nhà nó không có. Không bao giờ nhậu ha. Mà nó đi ra mà không biết nó có nhậu hay không, mình biết chơi nhà là tuyệt đối. Tiệc đó không có. Có bao giờ con gái ở nhà mà cãi cha cãi mẹ gì không cô? Nó không có cãi mà nói cái gì thì nó nói mẹ từ từ. Thì nó nói được nhiều thôi, chứ mình nói đó, nói là nó nên thình là nó không trả lời đi lại là mà nói vào vài bữa thì từ từ mẹ. Thì được nhiều đó là thôi. Vậy đó. Ngày giờ này nó bỏ tôi đi 5 tháng mấy trời rồi. Cô nhớ con nhiều không? Tôi nói thiệt chú, tôi khóc giết kia. Mà tôi bây giờ tôi mở mắt mà tôi khóc chứ giờ hai mắt tôi muốn mờ nữa đó. Trời ơi, vậy là trước kia là khóc không là mắt hư. Lại đi mổ bây giờ lại khóc lại mắt chuẩn bị hư tiếp rồi. Tại mắt nó bị cườm đó. Thì mổ về mấy tháng nữa đi rồi. Khóc ghế cận mắt nó muốn mờ luôn. Rồi ngủ không được rồi bữa hổm đi đau đầu đi bệnh viện khám thì người ta nói về đừng suy nghĩ quá. Suy nghĩ quá là ảnh hưởng tới bệnh tâm thần. Hệ thần kinh đó. Hệ thần kinh đó, người ta nói hệ thần kinh đó. Mà tôi nói như hầu như là 10 ngày nay là tôi ngủ không được. Cô có linh cảm gì ạ? Hay là tôi sao? Tôi không có linh cảm, nhưng mà tôi gầu tôi nhớ tới con tôi. Nhớ à? Tôi nhớ tới con tôi gầu tí. Tôi không có linh cảm gì chân á. Mà ai cũng nói nó đi nó về, đi về. Chứ mấy chuyến trước thì đi 1 tháng, 2 tháng nó về. Mà chuyến này 5 tháng mấy rồi. Nó cũng điện đài cũng không được luôn. Cô nói với con, tâm sự với con đi để cho con về. Cô gọi tên con ra đi. Ừ. Con đang ở đâu, con về với mẹ. Về với gia đình cô nói đi. Gọi tên Lê, họ tên đó luôn hả chú? Con Mỹ Hiền ơi, Lê Thị Mỹ Hiền ơi, con ở đâu, con về với cha với mẹ đó. Cha mẹ chồng con dữ lắm. Bà ngoại đó hả, bà nói nó bỏ nhà nó đi hả, bà đứng nhà cho bà xỉu nha. Bà té, đập đầu xuống gạch, một cục vậy nè. Trời ơi, thương phải đi, vậy. Phải đi ti xét cái đầu bà. Phải chở đi ti cái đầu bà. Nó bởi vì con nó đâu có biết, nó bỏ cha, bỏ mẹ nó đi chứ. Thương quá, thương. Tại vì bà ngoại đó chẳng có động đứa con à. Hôm nay cô về đây, cô có hy vọng rằng cái cuộc tìm kiếm này sẽ thành công không cô? Có, tôi đi tôi cũng tối tôi, hồi tôi đi tôi cũng nút nhang, tôi cũng cầu Phật ông bà rồi cho cô, tôi, cô vái tôi, tôi nhờ hiệp sĩ Hải rồi tìm kiếm con tôi cho tôi dẫn về cho ông bà nó mừng rỡ chứ. Mấy bác rồi cũng vậy, nói sao mày không đi tìm nó đi. Hôm được rồi tôi có lên tới đây nè. Mà ai cũng nói tốn tiền, cái tôi sợ tôi đi về. Trời đất ơi, ai nói tốn tiền gì? Thì nói người ta ăn tiền rồi kia chứ sao không ăn tiền, cái tôi sợ quá. Tôi đâu có biết đường đi nước bước gì đâu. Nè, ngày hôm nay cô về, cô có thể trả lời với mọi người rằng tôi tận mắt chứng kiến anh em hiệp sĩ Bình Dương trên này không lấy của cô một đồng nào nha. Cái sau này cái tôi nghe nhỏ cháu tôi nó gần đó, nó nói là không có tốn tiền, thím Bảy ơi thím đi. Rồi cái nói hôm nay cái tôi lưỡng ước hoài quỷ rồi tôi không dám đi. Mà tôi mượn thằng cháu thì tôi đâu có biết đường đi. Tôi nói giờ tôi ra Vĩnh Long mà tôi còn không biết đường tôi đi nữa đó. Dạ. Tôi còn không biết đường tôi đi. Ở đây nữa. Là các con giúp cho cô hoàn toàn miễn phí nhá. Thậm chí nhiều tôi. Người về đây không có tiền xe, anh em còn cho tiền xe để về. Dạ, cảm ơn, cũng cảm ơn rồi anh Hải còn này kia chứ. Ở nhà cũng nghèo lắm, không có lương gì hết trơn á. Rất nhiều hoàn cảnh rất là khổ khi mà về đây anh em quay đưa lên. Đi mượn mướn, mượn thê rồi. Khi mà anh em quay đăng tải lên, nhiều cô chú chị mạnh thường quân người ta còn giúp đỡ, người ta còn cho tiền nữa kìa. Chứ bảo anh em lấy tiền gì. Đi thì cũng mượn nhỏ cháu 1 triệu bạc, xin con 1 triệu bạc đang đi đó. Con nó đi làm con chuyện. Cảm ơn chị Nguyên nhiều. Dạ. Rồi thì cái sự việc của cô thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con nhà mình. Nên cô cứ yên tâm nha. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Cô có đồng ý không? Dạ đồng ý.
Dạ rồi thì cô chú anh chị xem video này có thấy em gái trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với mẹ. Nếu em gái có xem được cái video này thấy mẹ mò mẫm từ đêm lặn lội bắt xe bắt cộ đi từ Vĩnh Long đến lên Bình Dương nhờ các chú các anh của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm em thì hy vọng rằng em hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với mẹ. Mẹ khóc nhiều lắm, tới giờ phút này mà mẹ ngồi đây mà mẹ cố kìm lòng nhưng mà nước mắt cứ chảy ra. Hy vọng rằng em hãy nghĩ đến mẹ, hãy nghĩ đến gia đình nên em gái hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình em gái nha. Thì rồi thì cô cứ bình tĩnh nha. Rồi bọn con sẽ giúp cô đăng tải thông tin để tìm con cũng như là hy vọng rằng một ngày gần nhất thì gia đình sẽ được đoàn tụ cô nha. Dạ. Xin phép chào cô. Dạ. Dạ rồi thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.